25 tháng 6 năm 2016 chúng tôi thì giới thiệu quý vị là đây là cái xưởng chúng tôi vẫn đang làm các cái sập gụ sập cẩm lai. Đây là cửa số hàng. Đây, chúng tôi đang chuẩn bị xong một cái bộ dạ 1m6 x 2m, vần rất đẹp. Đây. Đây trông lúc mà lên hàng nó rất là vần rất ấn tượng, trông như dòng sông dòng suối. Và đây kể cả các cái dạ bên trong này, đây vần rất đẹp. Các cái dạ này đều dày 10 phân và chân là vuông 24, đều vân đẹp. Vẫn sạch chân rồi. Riêng chân bọn em gò thì đẹp. Gò thì... Bây giờ hậu. Bây giờ dứt sập 1m8. Đây này hôm qua ăn